Sau hơn 4 tháng tạm ngừng tiếp nhận bệnh nhân vì phát hiện ca mắc và chuyển trạng thái trở thành bệnh viện điều trị cho bệnh nhân COVID-19, hôm nay ngày 3 tháng 11, Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp đã chính thức hoạt động bình thường trở lại với chức năng là một bệnh viện tách đôi, vừa khám điều trị cho bệnh nhân thông thường vừa điều trị cho bệnh nhân COVID-19 mức độ nặng. Việc bệnh viện được hoạt động bình thường trở lại đã mang đến niềm vui và sự phấn khởi không chỉ đối với đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện mà còn là niềm vui của hàng trăm ngàn người dân sinh sống tại 4 huyện phía Nam của tỉnh Đồng Tháp. Do đó, trong ngày đầu tiên, bệnh viện đã tiếp nhận hàng trăm người dân đến khám chữa bệnh. Bữa ngày hôm nay thì bệnh viện bắt đầu thực hiện cái nhiệm vụ là bệnh viện tách đôi, tức là vừa thu dung điều trị bệnh nhân thông thường không Covid, vừa phải thu dung điều trị bệnh nhân Covid với mức độ nặng theo nhiệm vụ mà ban chỉ đạo tỉnh giao. Thì như vậy thì chúng tôi bắt đầu vận hành từ sáng nay. Như vậy thì về phía bệnh nhân ngoại trú, nói chung tức là tất cả những người khi đến trong khu vực bệnh viện để tham gia khám chữa bệnh và trợ giúp cho người đi khám bệnh thì đều phải có cái xét nghiệm test nhanh Covid. Ngoài trừ những cái trường hợp mà đã có test nhanh hoặc là xét nghiệm PCR còn trong thời hạn là không quá 3 ngày thì không phải test lại. Thì đó là đối với các cái trường hợp mà đến để khám bệnh ngoại trú. Còn nếu như trong quá trình là khám bệnh ngoại trú mà phát hiện có những vấn đề cần phải điều trị nội trú, đương nhiên thì trong giai đoạn này chúng tôi hết sức là hạn chế các cái trường hợp mà phải chỉ định nội trú. Nếu như cần thiết là phải điều trị nội trú thì trước tiên là chúng tôi sẽ đưa vô cái khu đệm, tức là khu C, để là tổ chức là vẫn khám chữa bệnh tổng quát, chờ là thực hiện cái kết quả xét nghiệm PCR. Thì như vậy thì khi có kết quả xét nghiệm PCR âm tính thì chúng tôi sẽ mới chuyển về các cái chuyên khoa theo đúng cái nhu cầu mà cần phải điều trị. Như vậy với cái nhiệm vụ tức là thu dung và điều trị cho bệnh nhân Covid mức độ nặng trên cả tỉnh cùng với bệnh viện phổi Đồng Tháp, và song song đó thì trong cái quá trình điều trị, nếu mà chúng tôi trong cái quá trình sàng lọc phát hiện có cái trường hợp F0 khi mà các đối tượng đến khám chữa bệnh thì chúng tôi vẫn phải thu dung cho trong đó. Đó là cái nhiệm vụ của khu F. Thì như vậy thì về phía đơn vị thì đã hình thành một cái tổ công tác để thực hiện cái nhiệm vụ này, thì gồm có là bác sĩ điều dưỡng, rồi kỹ thuật viên, nói chung là các bộ phận phục vụ để đáp ứng cho cái nhu cầu thu dung điều trị bệnh nhân Covid với 30 giường ICU. Khả năng tổng thu dung ở đó thì được tối đa là đến 50 giường. Thì đây là một cái tổ công tác chuyên thực hiện cái nhiệm vụ đó riêng. Thì nguồn nhân lực là từ của trong tổng nguồn nhân lực của bệnh viện. Tuy nhiên là nếu như là cái tình huống tổng số bệnh nhân Covid ở mức độ nặng mà trên 20 thì chúng tôi có trong kế hoạch thì có đề xuất dưới Sở Y tế và Ban Chỉ đạo tỉnh có điều phối tăng cường từ các cái đơn vị y tế khác trên địa bàn tỉnh để chia sẻ. Về phía cái khu F á, là chuyên để thu dung điều trị bệnh nhân Covid thì đã có được cải tạo
nâng cấp với cái mô hình, tức là coi như một cái đơn vị độc lập, tách biệt hẳn với các cái đơn vị còn lại của bệnh viện, có rào chắn đầu riêng và đội ngũ nhân lực khi tham gia trong đó thì cũng được cách ly riêng, đảm bảo là không có nguy cơ lây nhiễm cho các khu khác. Còn đối với các cái bộ phận còn lại thì nhiệm vụ là thu dung điều trị bệnh nhân bình thường đó, thì như vậy thì chúng tôi thực hiện là cái thành lập thêm một cái tổ công tác và là sắp xếp bố trí lại cái quy trình, cái lối vào cho người bệnh và người đi theo trợ giúp, tức là vào ở nhà xe thì sẽ được cái khai báo y tế, được là test nhanh để sàng lọc, và cũng phân luồng các cái đối tượng nếu như có một trong các cái dấu hiệu nghi ngờ của COVID như sốt, ho, đau họng, khó thở thì sẽ phân luồng để tổ chức là khám riêng để đảm bảo, tức là hạn chế đến mức thấp nhất cái nguy cơ lây lan dịch bệnh trong các cái người đi khám bệnh và đi hỗ trợ cho người đi khám bệnh. Về phía bữa ngày hôm nay thì ngày đầu tiên khám bệnh trở lại, thì về phía nhân lực của bệnh viện, anh em thì cũng rất là phấn khởi vì là sau là hơn 4 tháng cách ly để điều trị COVID thì ngày hôm nay được thu dung khám bệnh trở lại làm cái nhiệm vụ thuộc cái trách nhiệm bình thường của một cái cán bộ y tế, thì anh em nói chung thì rất là phấn khởi và cũng đã được triển khai đã thông nghiêm túc, anh em thì cũng rất là quyết tâm. Còn về phía người bệnh thì do là cái thời gian mà bệnh viện Sa Đéc là ngưng tiếp nhận điều trị cho người bệnh thì cũng đã hơn 4 tháng rồi. Do đó thì theo như cái thông tin mà chúng tôi nắm được thì người dân, người bệnh người ta cũng rất là phấn khởi, rất là hoan nghênh. Sáng nay thì chúng tôi qua quan sát từ sáng đến giờ thì cái đối tượng đi khám thì cái đối tượng người cao tuổi là chiếm đại đa số. Thì đây là những cái trường hợp mà có nhiều bệnh phối hợp, rồi là các cái bệnh mãn tính phải điều trị lâu dài. Nói chung là đây chủ yếu là những cái khách hàng cũ của bệnh viện Sa Đéc, bà con quay trở lại khám. Được biết, Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc là bệnh viện hạng 2 tuyến tỉnh phục vụ bệnh nhân cho 4 huyện, thành phố phía nam của tỉnh Đồng Tháp gồm Lấp Vò, Lai Vung, Châu Thành và thành phố Sa Đéc. Tuy nhiên, bệnh viện đã bị phong tỏa từ ngày 24 tháng 6 năm 2021 sau khi xuất hiện một ca nhiễm ở khoa nội tổng hợp thuộc khu C của bệnh viện. Đến ngày 9 tháng 8 năm 2021, bệnh viện chuyển sang trạng thái tiếp nhận điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 mức độ trung bình và nặng. Tính đến nay, đã hơn 4 tháng bệnh viện mới được trở lại với hoạt động khám chữa bệnh thông thường. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy nhấn đăng ký kênh và ấn vào nút chuông thông báo để xem các video mới nhất của chúng tôi nhé.